Nhà ngoại giao Đức bị bắt với cáo buộc giết bạn đời. Cảnh sát Brazil bắt một nhà ngoại giao Đức với cáo buộc giết bạn đời trong ngôi nhà ở Rio de Janeiro, sau đó cố gắng che đậy tội ác. Lãnh sự Đức Uwe Hebeck Hans bị bắt ngày 6 tháng 8. Cảnh sát Brazil thông báo, ông Han khai rằng bạn đời Walter Henry Maximilian Biot, quốc tịch Bỉ, tối 5 tháng 8, đã đập đầu xuống đất và qua đời. Tuy nhiên, khám nghiệm thi thể và căn hộ của Han và Biot ở Rio de Janeiro cho thấy nạn nhân bị đánh đập nghiêm trọng. Lời khai của lãnh sự rằng nạn nhân bị ngã không phù hợp với báo cáo pháp y. Sĩ quan cảnh sát Camila Lourenco cho biết nhiều vết bầm tím trên cơ thể giống vết thương do bị dẫm đạp và đòn tấn công bằng một vật có hình trụ. Truyền thông Brazil đưa tin lãnh sự Han sẽ không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Lãnh sự Hàn, người đã kết hôn với Biot được 20 năm, cố gắng dọn dẹp hiện trường vụ án mạng trước khi cảnh sát đến, sau đó khai rằng bạn đời uống rất nhiều rượu và sau đó uống thuốc ngủ. Cảnh sát địa phương và Đại sứ quán Đức tại Brazil chưa bình luận về thông tin này. Đại sứ quán Đức tại Brazil và Lãnh sự quán Đức tại Rio de Janeiro thông báo đang liên hệ chặt chẽ với giới chức Brazil để điều tra sự việc, một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Đức ngày 7 tháng 8 cho biết.